Ok, Câu Cá Adu xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Câu Cá Adu. Thì hôm nay Câu Cá Adu mang tới cho các bác một bộ cần câu máy ngang ngắn gọn. Thì thường thường các bác hay câu máy ngang thì thường thường là đi câu bằng cần 2 khúc đúng không? Mà các bác dùng cần 21 thì bây giờ nó dài là tầm 1m2. Đó, 1m2 mà chúng ta cầm đi cầm lại thì nó sẽ hơi vướng. Còn hôm nay mình sẽ giới thiệu hai loại nhé. Một loại là cần câu 4 khúc. À, một loại là cần câu 4 khúc và một loại là cần câu rút gọn. Đó, cần 4 khúc đây, mình cầm ở trên tay này. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy, cần 4 khúc. 4 khúc và cần rút gọn. Đó, rút gọn thì nghe có vẻ gọn gàng hơn đúng không? Xem cái nào tốt hơn. Thì các bác đã dùng rồi thì không biết cái nào tốt hơn. Đó, nhiều bác mình nghĩ là trong các bác đi câu ấy, kiểu gì một bác cũng sắm cho mình một số bộ cần câu. Đó, cần câu lua này, cần câu tay này, cần câu máy này. Thứ nhất là chiếc cần 4 khúc này. Thì trong video bộ số 74 ấy, bộ cần câu 4 khúc rất chất lượng và rất nhiều bác đã yêu cầu về cái máy ngang. Thì hôm nay đã về đây rồi, bộ cần 4 khúc, bộ máy ngang có còn này. Đấy, bộ số 74 mình cũng đã giới thiệu với chiếc cần này rồi. Đó, rất chắc chắn. Nhiều bác sợ là cần câu 4 khúc này thì các bác lăng ra thì cái đầu này nó văng mất. Thực sự là cái này nó hút chân không rồi, mà các bác mạnh tay một chút các bác đóng chặt vào rồi thì không bao giờ đi lua và nó ra nó bị rơi đâu. Nên các bác yên tâm. Cần 4 khúc này thì đánh đi vảy lua thì tốt hơn nhá. Đó. Đó, mình các bác nhìn này. Ngoạn đây, nó sẽ như này. Đó. Đó, rất khỏe. Đó, ngoạn MH mà mình uốn cong như này. Nhưng mà uốn là các bác cầm cả dài các bác uốn nhé. Đó, các bác hình dung cái cần nó sẽ chịu tải là như nào thì các bác uốn nhé. Nhiều bác là không biết sử dụng mới test ấy, dễ bị gãy cần nhé, cái ngọn nhé. Vì ngọn nó khá là mỏng để chúng ta vẩy mà. Đó. Còn nói tiếp về cái tác dụng của chiếc cần khúc thì khi chúng ta lắp vào thì nó thẳng, nó cứng, nó chắc chắn luôn các bác. Đó, khi lắp vào nó rất chắc chắn và nó đều. Đó, và lực nó cũng tản đều hơn. Như cần mình đang cầm đây là cần Dominate 24. Cái cần này, cái lớp khúc ấy, thì chúng ta phải rút thẳng ra thì nó mới ra. Còn khi chúng ta vẩy thì có độ vong, độ vẩy thì nó sẽ không ra được. À, các bác có thể nhìn thấy cái đoạn này thừa này khá là dài nhé. Và khi chúng ta lắp vào nó không hết đâu. Nó không hết đâu. Nó còn một đoạn này nữa các bác ạ. Thì rút càng lâu về dài thì đóng nó càng chặt ấy. À, không bị mòn mất. Cần này là 152g. Đó, mình sẽ quay gồm ở đây cho các bác xem. Đó, 151g này. Hơi độ nhảy. Đó, 152g. Đó. Ok chứ các bạn. Cái này 4 khúc cũng khá là nhẹ. Đó. Mà chúng ta cầm đi nữa gọn. Đi đâu xa cũng được. Các bác đi về quê hay là đi đâu xa. Và đặc biệt trong thời gian này chúng ta là gần Tết rồi. Chúng ta có thể đi sang bạn bè hoặc đi du lịch ở đâu đó. Chúng ta cầm cái bộ này bỏ vào cái ba lô là vừa. Đó, rất gọn nhẹ. Còn chiếc cần rút này thì nó cũng khá là gọn và cầm rất dễ dàng. Cái tính cơ động nó cao hơn cần 4 khúc này. Cần 4 khúc này thì chúng ta mang đi mang lại ấy, thì có 4 khúc thì chúng ta phải lắp ra. Có nhiều khi lại quên mang một khúc khác thì lại không câu được cá đúng không? Nhưng mà cái cần này thì cần rút này thì nó dễ hơn là khi chúng ta cầm đi là chúng ta cầm một cần đi là được. Đó, bỏ ba lô thế là xong, là biết ngay là mình có đủ đồ mình câu rồi. Đó. Cần câu 4 khúc này thì mình cũng đã cần câu rút này mình cũng đã test rồi và nó khá là chất lượng. Ơ, 4 cân vẫn lên nhá. Lên chưa các bạn, nhìn thấy chưa? Mình sẽ lại đi. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Lên chưa? 4 cân nhá. Cần này kinh khủng không các bác? Lên lại nhá, lên lại cho các bác nhá. Cần này là cần xoắn nhá. Carbon xoắn luôn. Xoắn từ đốt gốc đến gốc ngọn luôn. À, cần này là cần Rory nhá. Rory. Đó, cần này là cần Dominate. Các bác phân biệt rõ cho mình cần Dominate. Đó,
hai chiếc cần này thì là đều là hàng nội địa Trung Quốc nhé các bác nhé, nên rất chất lượng. Và những cần câu mình đã test rồi, mình cung cấp cho thị trường. Cần này vân carbon này, các bác nhìn thấy, các bác nhìn rõ không? Carbon và vân xoắn nhé. Đó, cái cần rút gọn này nó khó khăn là khi chúng ta rút nó không đều. Đó, rút không đều. Và khi chúng ta câu ấy, thì có khả năng là nó bị xoay cái này. Khi gặp cá to các bác đóng ấy, thì cái khoen nó cỡ không thẳng đều như cần khúc. Cần khúc chúng ta đóng một phát là nó đều rồi, còn cần rút là chúng ta phải chỉnh cho nó đều thẳng. Đó, nhiều khi câu cá to ấy, thì những khoen này nó bị xoay ấy, thì nó hơi bị chạy một chút thôi, thì cũng cảm giác chúng ta bị khó chịu. Còn khi thế thì chúng ta phải đóng chặt như nào, rút chặt hay vào là xong. Đó, khi chúng ta đắp chúng ta cũng kéo này xuống nhá, xoay xoay, cầm như này là tốt nhất này các bác. Cầm này, đó, cầm cần gốc các bác ấn xuống là tốt nhất. Như cái cần này mình đang cầm thì độ nặng của nó có 170 gram, nặng hơn kia một chút. Như cần này là 171 gram. Đó, 171 gram. Thì chiếc máy này thì mình có thể là lắp cái máy Imerbo này vào đây, lắp vào khá là đẹp đúng không? Cầm to nhẹ chúng ta chỉ cần cái này với một con mồi, một con mồi là chúng ta đi câu. Thì những cái bộ này mình đã setup sẵn bộ rồi, vì mình cũng đã chia 3 mồi, tầng chìm, tầng lửng này, tầng lửng đây và tầng nổi. Nổi thì có thể là con nhái nhảy hoặc là con nhái hơi. Đó, còn dây dù mình đã setup sẵn là như dây dù X9 và X12. Đây, máy ngang thì chúng ta nên chơi dây dù nhé các bác nhé, nên chơi dây dù là hợp lý nhất. Như kiểu dây Shimano, dây Bitbull của Shimano hoặc dây của IGK. Đó, dây này khá là chất lượng, mình đã test rồi và nó cũng khá là đắt, 620 một cuộn cơ. Còn bác nào mà muốn lấy cái cuộn IGK này thì có thể liên hệ với mình, thì đặt riêng thôi, mình cũng setup không setup vào một bộ. Đó, còn chiếc máy thì có cả tay trái tay phải, bác nào lấy tay trái tay phải đều có nhá. Imerbo thì mình cũng đã setup sẵn bộ rồi, thì các bác có thể liên hệ với câu cá đu qua số điện thoại là 0914726862 để mua nhé. Còn size, về size cần ấy thì cần rút gọn, có những size dài. Đó, các bác hình dung mà các bác đi câu lua ấy, mà các bác muốn đánh cần 3 mét mà cần 2 khúc thì đánh cái lua nó dài, cầm đi cầm lại không cầm được. Nhưng mà với chiếc cần rút đó, như cần Goring này thì nó có 3 mét, nó vẫn rất gọn thôi, rút ra dài 3 mét. Đó, cầm khá là gọn. Đó, như cái này 3 mét nhá, 40 60, nó vào 65 cm khi su gọn. Đây là cả bao, nói chung các bác dùng cả bao, có cả 27 này, 21 24. Đó, thì các bác thấy cần rút nó tiện lợi không, nó 3 mét mà nó vẫn có. Đó, những cái đặc điểm của cần rút. Đầu bu chống xoắn này, các bác mua cần câu ấy thì để ý cái đầu bu này nhá. Đầu bu chống xoắn thì giúp chúng ta vẩy mồi cái thứ dễ dàng hơn, không bị rối dây khi chúng ta thu những con mồi lại. Đó, cả hai cái đều được. Đầu bu chống xoắn thì có loại rẻ hơn thì 200-300 nghìn, thì đầu bu thường thường sẽ là không chống xoắn nhé. Và các bác có thể mua đầu bu về các bác thay, thì đấy thì nó cũng đơn giản thôi. Đó, thì bộ cần câu mình đã set up sẵn đầy đủ một bộ. Thì cần thì có đủ size, như size như cần 4 khúc này có cả size 1m8 nhé, 1m8, 2m1, 2m4, 2m4, 2m7. Đó, thì các bác thể mua có cả 3m, nhưng mà cái này mình chưa nhập 3m, các bác nào có yêu cầu thì nhập. Đó, cần rút gọn thì cũng có từ 2m1, 2m4, 2m7, 3m các bác nhá. Bộ cần câu thì đi cùng với bộ là chiếc máy Imerbo này. Đó, thì hôm nay mình giới thiệu sơ qua cái sản phẩm này cho các bác xem là tính hữu dụng của chiếc cần câu lua, mà cần câu 4 khúc hay là cần rút gọn. Thì các đặc điểm như mình đã nói và các chú ý đó, mình cũng nói qua, nó chỉ có thế thôi. Còn cần lua thì đa số là nó về độ nhẹ này đó, độ nhẹ này, tay cầm nắm này, chi tiết thì nó giống nhau thôi, vì nó là cần câu máy mà, cũng cả lắp được máy thôi, máy nào lắp được thôi. Đó, cái này đặc biệt hơn là nó có cái móc để chúng ta móc mồi vào đây. Tha tiền lắm. Thế thôi, thì bác nào mua thì có thể liên hệ với câu cá đu qua số điện thoại là 0914726862 nhá.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, xin cảm ơn. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Cá Đu nhá.